và các bạn, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa có kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, đội cảnh sát giao thông số 7 đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân. Đội cảnh sát giao thông số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô, nằm trên địa bàn hai quận là quận Thanh Xuân và quận Hà Đông. Đây là trục giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào những ngày giờ cao điểm. Vào những khung giờ cao điểm nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tại đây sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các nhóm vi phạm như vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thành thùng xe chở hàng quá tải, quá khổ trên đường bộ và các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác. Mục tiêu của Cảnh sát Giao thông số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội không chỉ phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mà tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông cũng sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Bên cạnh nỗ lực của cảnh sát giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như các hành vi gây rối trật tự công cộng, thì ý thức người dân khi tham gia giao thông cũng cần được tuyên truyền mạnh mẽ. Có như vậy mới góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo bình yên trên tuyến đường ngày lễ Tết sắp tới, thời điểm mà số vụ tai nạn giao thông tăng cao nhất trong năm.